tử vi về ngày 9 tháng 1 âm lịch Kỷ Hợi. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 9 tháng 1 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan về ngày 9 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 9 tháng 1 năm Tân Sửu, tức ngày 20 tháng 2 năm 2021 dương lịch, là ngày Kỷ Hợi tháng Canh Dần năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày Kỷ Hợi thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tị thuộc hành Thổ, không sợ Mộc. Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi Thành Mộc Cục. Xung Tị, Hình Hợi, Hại Thân, Phá Dần, Tuyệt Ngọ. Các tuổi bị xung khắc với ngày đó là tuổi Tân Tị và tuổi Đinh Tị. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như cầu tài, ký hợp đồng, động đất, đắp nền, làm hay sửa phòng bếp, nạp lễ cầu thân. Ngoài ra còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 9 tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp kỳ âm thổ là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Ngoài ra, làm việc với cấp trên, bản mệnh cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Trong ngày, cần có thiên ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Bên cạnh đó, để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, thân, tí, thìn của kênh Phong Thủy Gia Cát. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp kỷ âm thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Bên cạnh đó còn có thái cực, đây là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Cho nên trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chăn lọc những tinh hoa, chuyển khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đáo hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Dần Xương Mộc gặp kỷ âm thổ là chính tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc và sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. May mắn trong ngày có các thần quốc ấn giáng chiếu. Thần sắc này chủ về quan vận nên gia chủ tuổi Dần nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Tuy nhiên, tuổi Dần còn bị hung thần kiếp sát chiếu mệnh, gây ảnh hưởng tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, nhà Phật, bát bảo, tâm kinh để hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp, từ đó cải mệnh, tăng phúc,
tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp kỷ âm thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mão sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Vậy nên gia chủ tuổi Mão hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận, hợi, mão, mùi để cân bằng, ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những thị phi, hung tinh và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thì dương thổ gặp kỷ âm thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Thìn trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày có thái cực chiếu mệnh là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Hơn nữa, trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tắc hư họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp kỷ âm thổ là thực thần, nghĩa là bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Tỵ cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Trong ngày, gia chủ tuổi Tỵ cần chú ý hung tinh tình dương, chủ về tai họa, bệnh tật. Cho nên bạn mệnh cần chú ý ngay những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, giúp đỡ và tương trợ trong công việc và cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ xung hỏa gặp kỷ âm thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Ngọ trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Trong ngày có cát tinh thiên lộc đóng mệnh, đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn, cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân, kinh tế. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý hung tinh kình dương, chủ về tai họa, thương tật. Cho nên bản mệnh cần chú ý ngay những lời mời, nhờ vả liên quan đến việc giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hanh thông, thuận lợi. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp kỷ âm thổ là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Ngày này có hai cát tinh là thái cực và phúc tinh đóng mệnh, đây đều là những sao tốt, đem lại các cơ hội mới trong công việc, quý nhân trợ giúp cho tuổi Mùi. Đặc biệt, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân dương kim gặp kỷ âm thổ là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Thân. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, ắt hẳn sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Trong ngày còn có cát tinh là kim dư và thiên ất giáng chiếu, cho nên bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy, tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn của kênh phong thủy Gia Cát để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp kỷ âm thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn.
Trong ngày có văn xương quý nhân chiếu mệnh, đây là cát tinh, chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Đồng thời, gia chủ tuổi Dậu nên mang theo bên mình vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu để công việc được hanh thông, mọi điều may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp kỳ Âm Thổ là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Tuất trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Trong ngày có các tinh Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Bên cạnh đó, tuổi Tuất còn chịu sự ảnh hưởng của hai hung thần là Kiếp Sát và Thiên La Địa Võng, cho nên gia chủ tuổi Tuất cần chú ý và cẩn trọng trong mọi công việc, dĩ hòa vi quý, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp, chuyển hóa hung thành cát. Khuyên gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Sần, Ngọ, Tuất để cho mời quý nhân đem lại may mắn tài lộc trong cả năm. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp kỳ Âm Thổ là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Hợi nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài Thái Tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với quý anh chị về tử vi chi tiết ngày 9 tháng 1 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi và suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để luôn cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy và tử vi và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.